Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến Thủ dâm không phải chỉ là thói quen của những người độc thân Mà cái cả những người phụ nữ đã kết hôn cũng làm điều này Theo kết quả khảo sát, hơn 85% phụ nữ của chồng có thói quen tự sướng Một sự thật gây sốc nữa là Số người thừa nhận làm điều này ít nhất 3 lần trên một tuần Và phần lớn phụ nữ ở nhà nội trợ có thói quen tự sướng nhiều hơn So với những chị em đi làm bên ngoài trên thực tế, phần lớn nam giới vẫn nghĩ chỉ phụ nữ độc thân mới có nhu cầu thủ dâm. Tuy nhiên, phụ nữ kết hôn cũng thường xuyên điều này. Vậy nguyên nhân là gì? Hãy xem video sao để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên chính là do chồng không hiểu nhu cầu của họ. 60% phụ nữ có chồng tự sướng vì đối tác không hiểu nhu cầu của họ. Mặc dù tất cả đàn ông đều có khả năng làm tình, nhưng chỉ một số người có thể hiểu rõ chị em cần gì. Hơn nữa, phái đẹp thường ngại nói ra những gì mà mình mong muốn trên giường. Đó là lý do mà khá ít phụ nữ thỏa mãn về chuyện ấy sau khi kết hôn. Thứ hai chính là họ không thể lên đỉnh qua việc quan hệ với chồng một số phụ nữ tuyên bố họ chỉ có thể đạt cực khoái thông qua tự sướng chứ không thể lên đỉnh bằng cách giao hợp với chồng. do không dám nói ra điều ấy, họ đành tìm cách tự thỏa mãn mình. mặc dù họ vẫn thích sự lãng mạn và làm chuyện ấy vì đối tác, nhưng họ chỉ có thể đạt cực khoái bằng cách thủ dâm. do đó, họ vẫn giữ thói quen này khi đã kết hôn. thứ ba, chứ là chồng vắng nhà và giúp cải thiện tâm trạng khoảng 3% phụ nữ tuyên bố họ tự xử khi chồng đi vắng do công tác hoặc cãi nhau và phần lớn phái đẹp thừa nhận rằng tự sướng giúp cải thiện tâm trạng, khiến đầu óc thanh thản, đồng thời giúp họ có đời sống chăn gối tốt hơn với chồng. Bởi vậy với phụ nữ, nhất là phụ nữ có chồng, thủ dâm chỉ là một phương án tạm thời, cũng giống như là các hoạt động tình dục khác, ở mức độ vừa phải nó có tác dụng giải tỏa, giúp cơ thể không bị áp lực, còn nếu rơi vào trạng thái nghiện tình dục thì sẽ có hại, tâm trí luôn lo lắng bị người khác phát hiện cơ thể mệt mỏi. Tốt nhất khi đã kết hôn, người phụ nữ nên kiên trì khéo léo dẫn dắt chồng, thường xuyên tạo những bất ngờ trong đời sống riêng tư, lấy cảm hứng cho chồng. Biết đâu trong quá trình đó, hai bạn sẽ lại khám phá ra những điểm khoái cảm riêng của bạn đời. Chắc chắn cuộc sống gia đình bạn lúc đó sẽ rất hoàn hảo. Đồng thời các ông chồng nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mãnh lực dương, sản phẩm được bán với giá dao động 850 000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Vậy công dụng của mãnh lực dương là gì? Giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nền nam giới Giúp làm giảm nguy cơ mãn dụng nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối Thành phần là gì? Mỗi viên chứa suy xuất, xuất dược liệu gồm cao xà sáng tử 100mg, cao dâm dương hoác 80mg, cao kim anh tử 80mg cao bạch tật lê 80 mg, cao mật nhân 60 mg, cao ngũ vị tử 30 mg, cao kỳ tử 30 mg, kem gluconate 30 mg, L canina 30 mg, lycopene 3 mg. Cách sử dụng như sau: uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau ăn 30 phút. Đối tượng sử dụng là dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý đau lưng mỏi gối do tận hư. Cảnh cáo sức khỏe là không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi. Những người mẫn cảm với bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm, không được uống rượu bia khi sử dụng sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, trái ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc zalo số 089 991 8585 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh mạnh Lực Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.